Đây là sông Vàm Cỏ Đông thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Chiếc xà lan đang chạy đến chị, vận chuyển hàng hóa trên cái dòng sông thuộc địa phận tỉnh Tây Ninh nha. Và ngày hôm nay thì Hoàng kênh Điện Thoại Tây Ninh sẽ giới thiệu anh chị một cái lô đất mẫu nằm vị trí mặt tiền đường đất rõ kéo dài lên đến gần 150 mét mặt tiền, cách khu dân cư khoảng độ 300 mét và di chuyển về đường nhựa là một cây số. Đồng thời di chuyển ra ngoài mặt tiền đường DT796 có trường tiểu học là khoảng độ 2 cây số. Thì trước khi đi vào review chi tiết, em sẽ cho anh chị xem được sổ sách và hình dạng của lô đất ngày hôm nay. Đây là quyển sổ hồng và sơ đồ trích lục của thửa đất kèm theo. Thì vị trí thửa đất của mình ngày hôm nay nằm tại là xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh nha anh chị. Xin nhắc lại là cách đường DT796 là khoảng độ 2 cây số, còn di chuyển ra khu dân cư là khoảng 300 mét và di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 80 đến 85 cây. Tổng diện tích thửa đất ngày hôm nay lên đến 18.841 mét vuông, là gần một mẫu chính nha anh chị. Và tiếp tục trong đây thì có đến 12 thửa đất nối ranh liền kề với nhau để hình thành tiếp giáp đường nhựa lên đến gần 150 mét. Đây, em đã zoom lại được cái phần sơ đồ thửa đất của mình nè. Trọn vẹn trên đây là 12 thửa đất ha. Toàn bộ là đất trồng lúa nước còn lại LUK. Phần mặt tiền đường của mình là ở bên phải đó anh chị, thể hiện là đường đất, còn hiện trạng bên ngoài nó là đường đất đỏ đó anh chị, lâu đời rồi, rất là cứng cáp luôn. Và để rõ hơn thì anh chị sẽ xem hình vệ tinh sau đây. Phần thể hiện mà em vẽ màu đỏ đó, đó là con đường đất đỏ hiện trạng bên ngoài cũng như là trên sổ luôn. Còn những cái vạch mà màu vàng em vẽ quanh tròn đó anh chị, đó là ranh giới đất của mình và vườn cao su kế bên. Ngoài ra là giữa đồng lúa của mình và đồng lúa kế bên luôn nha. Hình dạng rất rõ ràng y chang trên sơ đồ trích lục. Còn hình vệ tinh này anh chị, cái phần quanh tròn là thửa đất anh chị vừa xem, cũng là nhân vật chính trong video clip này. Cách cái con sông Vàm Cỏ Đông là khoảng độ 100 đến 200 mét ha. Còn mũi tên màu vàng là chỉ sông Vàm Cỏ Đông mà lúc nãy đầu video clip cái xà lan nó di chuyển ngoài đây nha anh chị. Đó, đó là tổng thể hình dạng chi tiết vị trí thửa đất của mình. Đây, sau cùng là các chiều dài các cạnh tương đối theo vệ tinh Google Maps nha anh chị. Từ vị trí số 1 đến vị trí số 2, đây là cái phần mặt tiền đường đỏ tiếp giáp đất của mình ha anh chị. Thì nó chiều dài lên đến 150 mét. Vị trí số 2 qua vị trí số 3, thì ở đây trên sổ nó đã hết đường rồi, nhưng mà trên vệ tinh Google Maps vẫn thể hiện cái đường anh chị là kéo dài lên đến 40 mét. Khúc này thì một tí ra ngoài em sẽ phân tích cho anh chị xem. Vị trí số 3 qua vị trí số 4 là tiếp giáp đồng lúa bên ngoài. Nó kéo dài là đến 105 mét, đã có cắm trụ phân ranh rõ ràng. Và vị trí số 4 qua vị trí số 5 là cạnh dài nhất tiếp giáp vườn cao su là 228 mét. Vị trí số 5 qua vị trí số 1 là tiếp giáp một cái đồng bí có trà đang trồng là 74 mét ha. Đó là tổng thể chiều dài các cạnh tương đối thôi nha anh chị. Còn diện tích của mình vẫn đảm bảo là 18.841 m2. Đó là cách em phân tích chi tiết vẽ hình dạng quyển sổ trên vệ tinh Google Maps cho anh chị xem dễ hình dung. Khi mà quay ra thực tế tiếp theo sau đây thì anh chị sẽ nắm rõ hơn về hình dạng của thửa đất này ha. Và đây là con đường đỏ tiếp giáp với mặt tiền đất của mình anh chị, kéo dài lên đến hơn 150 mét. Toàn bộ của đất của mình hiện tại là đang trồng lúa nước nha anh chị. Và xin thông báo thì đất này hiện tại là chưa lên thổ cư được. Thông tin minh bạch rõ ràng cho anh chị nào xác định mua về lập vườn cũng như là chờ một khoảng thời gian nhất định để hình thành khu dân cư trong đây thì đất này sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên được. Còn hiện tại là chưa lên được. Và mục đích sử dụng đất là lúa ca ha. Đây là thửa đất của mình. Cái phần tiếp giáp mặt tiền đường là bắt đầu từ vị trí này nè anh chị, giáp cái đám trà mi men theo cái đồng lúa này theo mặt tiền đường đến góc này là 150 mét ha. Còn bên kia thì tiếp giáp nguyên một cái đồng lúa, cạnh này từ đây kéo dài vào đến vườn cao su là 74 mét, và cạnh này là cạnh dài nhất tiếp giáp vườn cao su lên đến 228 mét. Nó sẽ hết vườn cao su đi ra bên ngoài thêm hai đồng nữa ha anh chị. Bên kia thì một tí em sẽ đi hết cái ranh cho anh chị xem. Đó, xin nhắc lại, đất của mình tiếp giáp với cái đám trà này nè.
Và đất trồng lúa thì anh chị đã biết được rồi, thổ nhưỡng rất tốt anh chị để trồng cây. Cành này là 74, toàn bộ là trồng lúa nước hết ha, ranh giới rõ ràng. Ở phần đầu kia cũng đã có cấm trụ rồi, còn phần tiếp giáp mặt tiền đường này thì xe hơi vào ra thoải mái luôn. Anh chị có thể lập ra một mảnh vườn sầu riêng, vườn mít, vườn xoài trên đây vô tư. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu di chuyển hết cái phần 150 m mặt tiền đường cho anh chị xem. Cái khúc em đứng á, là giữa đất ha. Rồi bây giờ tiếp tục di chuyển ra cái cánh mà gần ở ngoài mé sông Vàm Cỏ Đông. Và đất của mình thì cách khoảng độ 100 m là đến sông Vàm Cỏ Đông rồi. Khí hậu rất mát, tươi tốt, thổ nhưỡng tốt nha anh chị. Đó, tiếp tục vẫn di chuyển còn phần mặt tiền đường trên sổ của mình luôn nha. Chưa hết nha. Đó, ngoài kia đã hết cái đồng cao su rồi. Và có cắm trụ ra đó anh chị, là hai cái thửa ngoài nằm tiếp giáp với các thửa ruộng của hàng xóm kế bên. Đây, tiếp tục chuyển di chuyển ha. Đó, tới đây là hết 150 m rồi. Và bắt đầu từ khúc này di chuyển đến cái trụ cắm theo cái lề đường anh chị, là hết đất của mình thêm 40 m nữa. Thì cái phần này nó chưa có thể hiện đường ở trên sổ nha. Nhưng mà hiện tại ở ngoài thì đường đất đỏ rất là cứng cáp và liền thẳng, không có lỗ gà lỗ voi. Đó, ở đây vẫn còn đi vào bên trong thì khoảng độ mấy chục mét nữa thôi là hết đường. Đây là đường cùng ha. Và bên trong đây thì có nhà dân đang ở nữa nè. Đấy. Đó, phần này thì mình đã đi thêm khoảng độ 40 mét so với 150 m mặt tiền tiếp giáp thể hiện trên sổ luôn. Ở ngoài kia thì đi khoảng độ 100 đến 200 m nữa là đến cái sông Vàm Cỏ Đông nha anh chị. Đó, sông Vàm Cỏ Đông nằm bên ngoài. Còn cái khúc đất của mình là tiếp giáp vườn cao su này nè. Cạnh này là 150 m mặt tiền. Còn đất của mình thì tới cái trụ này. Đó, nó sẽ men theo cái đường bờ này đi đến tới cái mé kia luôn. Thì cái này này nó kéo dài lên đến là 105 m ha. Đấy, có tất cả các cái đường bờ thể hiện rõ ràng luôn. Đó, đó là tổng thể hình dung về hình dạng quyển sổ và em đã vẽ chi tiết tên người tên Google Map, ngoài ra quay thực tế các góc cạnh cho anh chị xem rất là rõ ràng. Tổng diện tích là 18.841 mét vuông, đất lúa nước còn lại LUK, và đất này thì hiện tại chưa lên thổ cư được. Anh chị nào có nhu cầu mua để lập vườn trồng cây ăn trái và đầu tư đường dài chờ hình thành khu dân cư và mình được chuyển mục đích sử dụng đất, thì đây đích thị sẽ là một lô đất rất là đẹp, chuẩn nghỉ dưỡng nha anh chị. Rồi, bắt đầu từ vị trí lô đất, em sẽ di chuyển ra ngoài mặt tiền đường DT796 cũng như là khu dân cư cho anh chị xem. Mình chạy tới ngay khúc này nè anh chị, là mới bắt đầu hết đất của mình đó. Đó, tới khúc này nè. Rồi, còn nguyên cái đám chà bên đây là đất của người ta nha. Di chuyển chỉ vài trăm mét thôi là bắt đầu ra sớm nhà rồi. Và cái giá mà ngày hôm nay chủ kêu bán toàn bộ lô đất này cũng khá là phù hợp so với tổng diện tích hiện trạng sử dụng đất bên ngoài luôn ha. Đây, tới khúc này là bắt đầu rất là đông nhà ngoài đây rồi nha anh chị. Thì bà chạy thêm một khúc nữa thôi là đụng ngay đường đất đỏ và đường nhựa, khu đông dân cư, đầy đủ quán xá luôn. Đấy, bắt đầu khúc này là đông nhộn nhịp lên rồi nè. Đường điện nhà nước đi tới đất mình luôn nha. Đấy, tới khúc ngã ba này thì bắt đầu mình quẹo sang trái là ra ngay đường nhựa rồi anh chị. Còn bây giờ thì em xin thông báo cái giá mà hiện tại chủ đang kêu bán toàn bộ cái lô gần 119 đất này với tổng giá trị là 3 tỷ 200 triệu. Giá này thì thương lượng chính chủ nha anh chị. 3 tỷ 200 triệu mình có thể sở hữu ngay một lô đất lên đến gần một mẫu chính và tiếp giáp mặt tiền đường đất đỏ hiện trạng bằng phẳng, xe hơi vào ra thoải mái là gần 150 m. Đây là đường nhựa rồi. Quẹo trái vẫn là vô khu xóm đông dân cư và sông Vàm Cỏ Đông. Quẹo phải là mình chạy khoảng độ thêm một cây số nữa thôi là ra ngay mặt tiền đường DT796. Ngoài đầu đó thì quán xá đầy đủ cũng như là trường tiểu học, chợ xung quanh đây luôn nha anh chị. Bố xua. Giá ra đi toàn bộ xin nhắc lại là 3 tỷ 200 triệu thương lượng chính chủ. Anh chị đi xem đất thì xin liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 77 139 nha.
Thì vừa rồi anh chị đã thấy đó, mình đã chạy qua hàng loạt khu dân cư và nhà xóm ở trong đây ha anh chị. Quán tạp hóa, quán cà phê cũng đã hình thành trong đây rồi. Nói chung thì lô đất này anh chị có thể mua ngay để về đầu tư lâu dài cũng như là lập vườn, nghỉ dưỡng theo nhu cầu sử dụng của mình. Còn thông tin em đã nêu rất là rõ ràng trên clip rồi ha. Đây, tới khúc này là chỗ ngã ba giao nhau giữa đường Nhựa Nhánh và đường DT796. Bên phải là trường tiểu học lớn, bên trái là doanh nghiệp cũng như là đầu đường là tiệm tạp hóa lớn. Quẹo phải là về Thành Long cũng thuộc Châu Thành. Còn quẹo trái là hướng về xã Long Vĩnh, về thành phố Tây Ninh cũng như là Bến Cầu. Đây là đường DT796 rồi anh chị. Đó, đó là tất cả các thông tin mà em muốn chia sẻ đến anh chị nhà đầu tư, quý anh chị khách hàng đang tìm đất lớn để lập vườn nghỉ dưỡng ngày hôm nay. Và xin nhắc lại một lần nữa, thông tin lô đất là 18.841 m², gần một mẫu chính. Đất của mình tiếp giáp mặt tiền đường lên đến gần 150 m. Hiện trạng sử dụng đất là lúa ca, cách sông Vàm Cỏ Đông là khoảng độ 100 đến 200 m. Giá ra đi toàn bộ là 3 tỷ 200 triệu, thương lượng chính chủ. Anh chị nào có nhu cầu xin liên hệ với em qua số điện thoại 098 18 77 139 nha. Và anh chị đang xem video đến giờ phút này cũng không quên là nhấn đăng ký kênh, bật chuông để có thể nhận những video mà em đăng sớm nhất, mới nhất anh chị có thể xem đầu tiên. Đến đây thì em xin tạm dừng video. Chân thành cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị trong những video về nhà đất tiếp theo trên kênh Điện Thoại Tinh Ninh. Em là Hoàng, xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị.